Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin mẫu bò đẹp và một con cái Angus siêu mát sữa các bạn. Đây là cái xin này các bạn, 6 vú nha các bạn. Cái xin này 6 vú nha, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết, lưng thẳng nè, yếm dày nè, sái tích nghiêm chỉnh các bạn. Con này 6 vú các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đuôi dài, lưng thẳng, sái tích nghiêm chỉnh, không lan giá các bạn. 6 vú là các bạn, chân móng sò nè, chân trước nè. Đó, chân trước các bạn. 6 vú là các bạn. Mẫu bò này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hoa đen nè các bạn thấy không? Đây cá Angus các bạn, siêu mát sữa, rúng nghiêm chỉnh, chân móng đều hoàn thiện các bạn. Đặc biệt là cá Angus này là sái tích là nghiêm chỉnh luôn nha các bạn. Con cá Angus này là sái tích đều nghiêm chỉnh đó các bạn. Chân móng đều hoàn thiện các bạn, móng sò hẳng băng các bạn, móng sò hẳng băng, rúng yếm đều nghiêm chỉnh, móng sò hẳng băng các bạn. Cặp bò này thì chủ báo giá là 36.500.000 các bạn, 36.500.000. Đó, cái đuôi này chà bá các bạn không, lưng thẳng nè, đầu trụi, sái tích nghiêm chỉnh các bạn, rúng nè, chân móng sò nè. Đó, đòn dài nè các bạn không. Rúng nè, sái tích nghiêm chỉnh hết các bạn. Con anh dòng Angus này là siêu mát sữa luôn các bạn. Đó, dòng Angus này là siêu mát sữa luôn, mát sữa cực kỳ luôn các bạn. Giá là 36.500.000 các bạn. Cái xin với cái Angus là giá là 36.500.000. Sẽ lưng sẽ mặt đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình các bạn. Cái Angus là 4 vú đều hết các bạn không. Đầu trụi, vút bơm, đầu trụi. Dòng Angus là cái dòng siêu mát sữa luôn các bạn. Đây, đo ngay sẽ lưng nè các bạn. Cao 1m07 bò. Đó, và đo ngay đích là cao 1m14 bò nha các bạn. Cao 1m14 bò nè. Đo ngay sẽ lưng cao 1m07 và đo ngay đích là cao 1m14. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, đầu trụi giá là 36.500.000 một cặp nha các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, cậy đuôi chà bá luôn các bạn thấy không? Đo ngay sẽ lưng là cao 1m07 và đo ngay đích là cao 1m14. Bò này cũng lớn bò nha các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng đều hoàn thiện hết, đều là móng sò hết các bạn. Đây cái xin các bạn, 6 vú mẫu đẹp. Cao 1m15 bò này các bạn không? Đo ngay sau lưng cao 1m15 bò. Và đo ngay đích là cao 1m22 bò. Bò mẫu đẹp cực kỳ, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn, lưng thẳng, sái tích nghiêm chỉnh, giá là 36.500.000 một cặp nha các bạn. Con xin con Angus giá là 36.500.000, 36.500.000 các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đòn dài hai cái rúng luôn các bạn. Rúng dài nè, rúng rồi chiền tới đây luôn các bạn không, yếm dày nè các bạn, lưng thẳng nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, sẽ mặt sẽ lưng rồi nghiêm chỉnh, có nói chung là con này nó quyền bò hết các bạn, nó quyền bò. Chân móng sò hẳn băng, chân trước chân sau hẳn băng các bạn, chân trước chân sau hẳn băng nè. Còn cái xin con Angus chủ báo giá là 36.500.000 các bạn. Con này thì ngay sẽ lưng là cao 1m15 bò, ngay đích là cao 1m22 bò. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Con Angus đầu trụi nha các bạn, siêu mát sữa luôn các bạn, sái tích đúng luôn các bạn. Cái dòng siêu hiếm con nào có sái tích đúng các bạn. Mà con này cái sái tích nó là nghiêm chỉnh luôn các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết, cao 1m07 bò, đích là cao 1m14 bò, con Angus các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại các bạn. Và xin báo giá lại cái xin chủ báo giá là cái xin và con cá Angus chủ báo giá là 36.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.